chào các con đang có mặt trong lớp học Kiến Guru. Trước khi bắt đầu bài học ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau khởi động một chút nhé. Các con đã sẵn sàng chưa? Đây là một cánh đồng ngô. Liệu rằng ở cánh đồng này có sinh vật nào sinh sống được nữa hay không? Con thử nghĩ xem nào. À, có con châu chấu này. Nó đang đậu ở trên cái lá ngô. Và thức ăn của nó chính là cái lá ngô đấy. Ngoài châu chấu ra, còn có con vật nào nữa không? Chính là con ếch. Vậy thì ngô, con châu chấu, con ếch có quan hệ với nhau như thế nào? Ngô là thức ăn của châu chấu. Châu chấu lại là thức ăn của ếch. Và đây chính là một chuỗi thức ăn. Trong đó, mỗi sinh vật trong chuỗi thức ăn được gọi là một mắt xích. Mắt xích đứng trước là thức ăn cho mắt xích đứng sau. Bởi vậy mà có dấu mũi tên hướng về phía sinh vật được ăn. Mối quan hệ của các sinh vật như thế này, người ta gọi là mối quan hệ dinh dưỡng các con nhé. Vậy trong tự nhiên, còn có những chuỗi thức ăn nào nữa? Cô mời các con theo dõi tiếp bài học ngày hôm nay. Bài học được mang tên Chuỗi thức ăn trong tự nhiên. Đầu tiên, cô sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện. Ngày xưa, ở một khu rừng nọ, cây cối mọc lên xanh tốt. Một chú thỏ đang đói bụng đi kiếm ăn. Thức ăn của chú ta là gì? Thì ra là đám cỏ xanh tốt kia. Đột nhiên, từ đằng xa, một chú cáo xuất hiện và ăn thịt thỏ. Nhiều năm sau đó, cáo trở nên già yếu, các bước đi cũng chậm chạp hơn. Và cuối cùng nó chết đi. Đây là một cơ hội tốt để vi khuẩn kiếm được thức ăn. Cùng với đó, nó tham gia quá trình phân hủy xác động vật để biến đổi thành các chất khoáng. Các chất này được cây sử dụng để chế tạo thành chất dinh dưỡng nuôi cây. Từ câu chuyện trên kết hợp với gợi ý của cô, con hãy thiết lập sơ đồ chỉ mối quan hệ về các nguồn thức ăn của những sinh vật trên. Cô sẽ dành cho các con 10 giây. 10 giây bắt đầu! Đã hết thời gian rồi, cùng so sánh với kết quả của cô. Cỏ là thức ăn của thỏ, thỏ là thức ăn của cáo. Nhờ có vi khuẩn mà xác chết động vật bị phân hủy tạo thành chất khoáng giúp cây phát triển. Đây là một chuỗi thức ăn các con ạ. Các con hãy tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra nếu một mắt xích bị mất đi. Nếu một mắt xích bị mất đi sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ sự sống của các sinh vật trong chuỗi thức ăn. Cô lấy ví dụ, nếu không có cỏ, thỏ sẽ không có thức ăn. Nếu không có thức ăn, thỏ sẽ không sống được đâu. Như vậy, mắt xích nào cũng quan trọng các con ạ. Các con hãy theo dõi trên màn hình. Trên đây cô có 5 hình ảnh sau. Con chim, con bò, con sâu, cỏ và vi khuẩn. Nhiệm vụ của con rất đơn giản, đó là hãy ghép các hình ảnh trên thành những chuỗi thức ăn thích hợp. Thật là nhanh nhé! Đáp án của con là gì? Và đây là đáp án của cô. Cỏ là thức ăn của sâu. Sâu là thức ăn của chim. Chim lại là thức ăn của vi khuẩn. Ngoài ra, các con có thể viết được chuỗi thức ăn khác như sau. Cỏ là thức ăn của bò. Bò là thức ăn của vi khuẩn. Nhìn vào chuỗi thức ăn trên, con thấy có điều gì đặc biệt không? À, các chuỗi thức ăn này thường bắt đầu từ thực vật. Thực vật chính là cầu nối giữa các sinh vật trong tự nhiên các con ạ. Và trong tự nhiên có rất nhiều chuỗi thức ăn khác nhau. Các con hãy liệt kê ra nhé. Vậy là các con đã trả lời được câu hỏi ở đầu bài chưa? Trong tự nhiên có rất nhiều chuỗi thức ăn khác nhau. Chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Trong đó, loài đứng trước là thức ăn của loài đứng sau. Các con hãy ghi nhớ những nội dung kiến thức quan trọng này nhé! Cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe! Xin chào và hẹn gặp lại! Tải ứng dụng Kiến Guru để xem tiếp bài học nhé!